Xin chào bạn, đây là kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Và trong những ngày qua thì tôi liên tục nhận được các câu hỏi của các bạn từ comment trên kênh YouTube này, cộng với lại những câu hỏi inbox trên mạng xã hội Facebook, cộng với lại những câu hỏi mà các anh chị em nhà đầu tư hỏi tôi qua email. Và tôi xin phép được tổng hợp lại 8 câu hỏi mà nhà đầu tư hay hỏi lặp đi lặp lại. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ xin phép được trả lời 8 câu hỏi này. Mọi người trước khi bước vào cái nội dung chính thì hãy chuẩn bị một quyển tập ghi, một cái bút để ghi lại những cái thông tin cần thiết. Nếu như bạn đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bước vào nội dung chính. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Những câu hỏi liên quan đến thị trường tài chính, liên quan đến thị trường đầu tư, liên quan đến xu hướng thị trường, liên quan đến làm thế nào để kiếm được lợi nhuận. Đây là một những câu hỏi hết sức là thú vị. Và tôi xin được cảm ơn những cái câu hỏi của anh chị đã gửi đến cho Phạm Thành Biên. Câu hỏi đầu tiên là những cái câu hỏi mà quan tâm đến dòng tiền. Thế vậy là ở trên thị trường tài chính, điều gì quyết định nên xu hướng? Thì xin trả lời quý anh chị đầu tư rằng là để quyết định nên xu hướng của thị trường, đó là quan tâm đến dòng tiền. Có dòng tiền vào và có dòng tiền ra. Dòng tiền vào mạnh thì tạo ra xu hướng tăng trưởng, còn dòng tiền bị rút ra khỏi thị trường lớn thì tạo thành xu hướng giảm giá. Và chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta phải quan tâm cả hai chiều, chiều dòng tiền vào và dòng tiền ra, quan tâm đến biến thiên của dòng tiền. Khi chúng ta biết được cái biến thiên của dòng tiền thì hoàn toàn chúng ta sẽ tìm được những cơ hội để thu được lợi nhuận. Đấy là câu hỏi đầu tiên. Như vậy là nếu như anh chị em mà muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì hãy tìm ở trong cái kênh này của tôi, có các video khác chia sẻ về lĩnh vực này. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi thầy cho em hỏi thời điểm để vào được lệnh, để vào được trạng thái thì xác suất thắng là như thế nào. Đấy là câu hỏi thứ hai của một anh chị hỏi là cái thời điểm nào, cái cơ sở nào tính toán để có thể vào được thị trường, vào được, có là nếu gọi một như là dân đầu tư gọi là vào trạng thái, hay là vào lệnh, hay là vào mua, hay là vào bán, thì cái cơ sở nào để chúng ta có thể tiếp cận được, để chúng ta có thể vào được thị trường. Thì ở trong cái kênh này của tôi có một cái video chia sẻ là phương pháp hội tụ kỹ thuật. Nếu anh chị em muốn tìm hiểu sâu thì hãy tìm ở trong kênh YouTube này của tôi, có một cái video là phương pháp phân tích kỹ thuật bằng phương pháp hội tụ kỹ thuật. Ở trong đó tôi chỉ ra một loạt các tiêu chí, nếu như thỏa mãn các tiêu chí đó thì chúng ta mới có thể vào được thị trường, cho dù là vào trạng thái mua hay là vào trạng thái bán. Thì đấy là cái cơ sở cao nhất, đó là hội tụ kỹ thuật. Anh chị có thể tìm một từ khóa là hội tụ kỹ thuật Phạm Thành Biên thì sẽ tìm ra được cái video đó, chúng ta sẽ xem một cách hoàn chỉnh. Nhờ có phương pháp đó chúng ta sẽ tìm được điểm mua hoặc điểm bán hoặc điểm thoát khỏi thị trường. Câu hỏi thứ ba, làm thế nào để chốt được trạng thái, làm thế nào để biết được đã hết một cái xu hướng để chốt trạng thái. Thì ở trong thị trường thì cái dòng tiền liên tục biến thiên, có thể dòng tiền đi vào, có thể dòng tiền đi ra. Thế vậy làm thế nào để chúng ta biết được đâu là điểm khoảng kết thúc của một xu hướng? Thì ở trong cái phương pháp hội tụ kỹ thuật tôi cũng đã nói rõ phương pháp này. Khi dòng tiền tăng trưởng đi lên, đến một cái ngưỡng nhất định, đến cái vùng đó người ta gọi là vùng vượt mua. Vùng vượt mua thì đến cái vùng đó thì thường là tâm lý của nhà đầu tư sẽ xuất hiện là trạng thái là gì? Chốt lãi. Và lúc đó thì cái dòng tiền nó sẽ bị thu rút ra khỏi thị trường và làm cho dòng tiền giảm đi. Và lúc đó là tạo nên cái vùng gọi là vùng đỉnh ngắn hạn. Thế vậy là ở trong cái khóa học Trading Mastery, tôi có hướng dẫn anh chị em cách nhận diện ra một cách chi tiết từng bước một, nhận diện ra đâu là cái vùng mà báo là vượt mua, đâu là cái vùng báo là vượt bán. Hay có nghĩa là gì, khi dòng tiền bị rút, có nghĩa là rút xuống đến tận đáy rồi. Thế vậy làm thế nào để ngắn hạn chúng ta biết được là đấy là cái điểm mà dòng tiền bị rút ra, hay còn gọi là quá bán? Thì chúng ta có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều cách, công thức, có công cụ để có thể đo được cái việc đó. Đó rất là đơn giản. Thế anh chị em có thể là tìm kiếm đến cái từ khóa là Trading Mastery. Trong đó thì chúng ta sẽ gặp và làm việc với nhau đâu đó khoảng 4 giờ đồng hồ, thì các bạn anh chị sẽ được hiểu rất là rõ. Câu hỏi thứ tư, thầy cho em hỏi, năm 2019 thì có xảy ra khủng hoảng không? Năm 2019 có xảy ra khủng hoảng không? Đây là một câu hỏi rất là hết sức là thú vị. Bởi vì như này, chúng ta quan sát vào trong lịch sử. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn mọi người quay trở lại lịch sử về thị trường tài chính trong quá khứ. Năm 1987 có một đợt khủng hoảng,
đến năm 1997 lại có một khủng hoảng tài chính tiếp, và sau đó 10 năm sau đó là năm 2008-2009 lại có một đợt khủng hoảng tiếp, và bây giờ là năm 2019 thì nó lại lặp lại một cái chu kỳ cỡ 10 năm một. Thế vậy là cái điều chắc chắn có xảy ra hay không thì chúng ta chưa thể, không ai có thể khẳng định được 100%, nhưng chúng ta quan sát vào những dấu hiệu sau chúng ta có thể biết được là thị trường có thể có những điều chỉnh mạnh. Cái thứ nhất là về lãi suất, thì ở trong nước thì lãi suất âm thầm tăng dần đều, cái lãi suất tăng dần đều. Cái thứ hai là xét ở cái tổng quan của toàn cảnh thị trường tài chính bằng phương pháp là đo lường dòng tiền, thì tôi nhìn thấy ở trên thị trường chính là thị trường phố Wall, trên cái chỉ số S&P 500 thì bây giờ đang là cái điểm ngưỡng tại thời điểm video này được quay, đó là vào tháng ngày 28 tháng 3 năm 2019. Thì tại cái điểm bây giờ thì tôi đang quan sát thấy là chỉ số dòng tiền của S&P, chỉ số S&P 500 nó đang vào ngưỡng đỉnh, và ở ngưỡng này thường là nhà đầu tư có trạng thái, có tâm lý là chốt rút tiền của mình ra khỏi thị trường, và làm cho có những đợt bán tháo làm cho chỉ số S&P 500 giảm rất là sâu, rất là mạnh. Nếu như chỉ số S&P 500 mà giảm sâu, giảm mạnh, giảm liên tục trong một thời gian thì cũng có thể tạo nên những cái điều chỉnh rất là lớn ở trên thị trường tài chính. Nếu mà điều chỉnh quá lớn thì cũng có thể gọi là một cái suy thoái. Suy thoái đấy có thể kéo dài trong 1 năm, 2 năm hoặc là dài hơn, hoặc nó chỉ đơn giản là chỉ suy thoái trong vòng 6 tháng đến dưới 12 tháng. Đấy, chúng ta hãy quan tâm những điều như vậy. Còn những khủng hoảng lớn như trong lịch sử có hay không thì cái đấy phải đo lường thêm. Còn hiện tại, tại thời điểm bây giờ là chuẩn bị bước vào một cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh của thị trường cổ phiếu, thị trường chính, đó là thị trường tài chính. Câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Thầy cho em hỏi, có thể bắt đầu công việc chơi như là một việc làm được không? Và cái công việc và hiện tại em muốn bắt đầu thì phải bắt đầu như thế nào? Xin trả lời câu hỏi này của một bạn không thấy đưa tên ở đây. Thì để bắt đầu một công việc trading, là hay còn gọi là một trader, là một nhà giao dịch, thì chúng ta nó cũng là một nghề, ở trên thế giới gọi là một nghề, một người gọi là trader. Thì một nghề mới cũng giống như bất kể một nghề nào khác, chúng ta cũng cần phải trang bị kiến thức, chúng ta cũng cần phải có thời gian tập luyện, chúng ta cũng phải có một thời gian trau dồi, chúng ta cũng phải có một người thầy, chúng ta cũng phải có những đồng môn, chúng ta cũng còn phải có một đội nhóm để chúng ta làm việc cùng với nhau. Và khi chúng ta làm việc cùng với nhau như vậy thì chúng ta mới tích lũy được kiến thức, tích lũy được trải nghiệm, tích lũy được kinh nghiệm. Và sau khi mà chúng ta biến được những thứ đó thành của mình thì lúc đó chúng ta mới có thể biến được những cái kiến thức đó thành của mình rồi. Và chúng ta sẽ tập luyện nó để làm ra, để cho chúng ta có thành quả và chúng ta có thu nhập. Khi nào chúng ta có thu nhập ở trong lĩnh vực giao dịch ít nhất là bằng 1,5 đến 2 lần so với thu nhập hiện tại của các bạn thì lúc đấy mới nên dừng lại cái thu nhập đầu tiên. Hoặc nếu không chúng ta có thể là làm cả hai, đúng không? Làm song song cả hai tạo thành hai nguồn thu nhập. Đó. Cho nên là cái phần thứ hai của câu hỏi này là bắt đầu như thế nào thì rất là đơn giản, bạn cần phải tìm đến một nơi bạn cho rằng là bạn tin tưởng. Lúc đó bạn phải học kiến thức, bạn phải tích lũy kiến thức, bạn phải làm chủ nó và dần dần chúng ta tập luyện thì chúng ta mới có thể làm chủ được nó và chúng ta biến nó thành một cái nghề riêng của mình, một nghề full time. Thế vậy để mà làm được điều đó thì thông thường như những anh chị em học viên của tôi thì họ thường phải mất hơn một năm trở ra thì họ mới trở thành chuyên nghiệp thực sự. Còn giai đoạn trong vòng 3 đến 6 tháng đầu là chúng ta học tập dượt những cái kiến thức cơ bản nền tảng. Sau đó là một khoảng 3 đến 6 tháng sau thì học nâng cao và làm những cái thương vụ lớn dần lên, và sau hơn một năm thì ít nhất khoảng tầm độ hơn 1 năm đến 2 năm thì trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thực thụ. Lúc đấy bạn có thể sống bằng nghề được. Ok, xin cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo. Thầy nghĩ như thế nào? Thầy cho em hỏi cái việc mà có một số tổ chức là huy động vốn mà trả lãi cao hàng ngày thì cái kênh đầu tư như vậy thì có bền vững hay không? Theo như câu hỏi này thì tôi xin phép được trả lời như này. Chúng ta sẽ lấy cái mức chuẩn, lấy mức tiêu chuẩn của các quỹ hiện nay đi, các quỹ ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam đi. Các bạn để biết được lúc mức thế nào là cao, thế nào là thấp của lãi suất thì các bạn lấy, tôi không lấy lãi suất tiền gửi mà tôi lấy lãi suất của các cái quỹ đầu tư, thì các bạn lên Google các bạn có thể tìm ra các cái quỹ đầu tư của Việt Nam, Google quỹ đầu tư của Việt Nam thì nó sẽ ra một list đâu đó khoảng 5 đến 10 quỹ, các bạn có thể tìm xem trung bình lợi nhuận của các cái quỹ này là bao nhiêu. Thế vậy như tôi, như theo cái góc nhìn của tôi thì trung bình nó chỉ từ 18 đến 20% một năm thôi.
18 đến 20% một năm, thậm chí là còn thấp hơn, từ 15 đến 20%. Thế vậy lấy cái mức đấy là mức cơ sở đi, bởi vì các quỹ thường là có các cái chuyên gia, có các cái nhà lão luyện, có các nhà làm chuyên nghiệp, còn người ta làm hàng 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi, và lợi nhuận của họ trung bình hàng năm, trung bình ít nhất phải từ 3 năm đến 5 năm trở lên thì họ mới đạt được cái ngưỡng là từ 15 đến 20% một năm. Nhưng mà nếu như mà có một kênh đầu tư nào mà lớn hơn như thế, tất nhiên nó vẫn có, tất nhiên có vẫn có những kênh đầu tư có thu nhập lớn hơn như thế rất nhiều lần. Nhưng chúng ta lấy cái ngưỡng đó làm tiêu chuẩn. Nếu như một kênh đầu tư mà có lợi nhuận loanh quanh khoảng đó như thế là rất tuyệt vời rồi. Còn những cái kênh mà sau khi họ huy động mình, họ báo là họ trả lại cho mình 2%, 3% hoặc nhiều hơn thế một ngày, thì các bạn hãy coi nó là kênh đầu tư siêu mạo hiểm. Và lúc đấy nếu mà đầu tư mạo hiểm rồi thì không nên đổ quá 10 đến 15% tổng cái danh mục đầu tư của mình vào nó, bởi vì nó có thể mất bất kỳ lúc nào. Mà nếu như bạn có bao nhiêu bạn đổ dồn vào đó thì nếu như mất toàn bộ cái số vốn đấy thì thật là nguy hại, bởi vì lúc đấy là gì? Bạn sẽ mất hết nguồn lực và bạn lại phải làm lại từ đầu. Cho nên nếu như bạn muốn thì vẫn có thể, nhưng coi nó là đầu tư rủi ro, đầu tư mạo hiểm, và tổng danh mục mình đầu tư vào nó không quá 10 đến 15% tổng cái ngân sách của mình có. Câu hỏi tiếp theo. Bây giờ em bắt đầu công việc trading, thầy có thể tư vấn cho em để em có thể học ở đâu? Rất tuyệt vời, câu hỏi rất tuyệt vời, rất là câu hỏi rất là cầu tiến. Nếu như bạn là người mới bắt đầu bước chân vào thị trường tài chính thì bạn cần phải tìm đến những nơi bạn, trước khi bạn tìm đến bạn cần thẩm định họ, thẩm định họ cũng nên dùng qua một cái phương pháp là hội tụ kỹ thuật, tìm kiếm họ trên Google, xem những cái chia sẻ của họ, xem những đánh giá của thị trường về họ, xem những đánh giá của những người đã từng học họ, xem đánh giá của những người đã từng theo họ, xem đánh giá của cộng đồng xã hội về họ, xem tích cực như thế nào. Đó, đánh giá có thể từ chuyên gia, đánh giá của những người đã từng làm việc với họ, xem như thế nào, xem trên kênh YouTube của họ, xem trên website của họ, xem trên Facebook của họ, vân vân. Chúng ta sẽ xem họ, đánh giá họ qua 4-5 kênh và có một cái bề dày nhất định. Nếu như họ mà đã làm việc trong vòng từ 5 năm, 10 năm trong lĩnh vực đó rồi thì thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì hoàn toàn những người đó hoàn toàn tin cậy. Còn nếu như mà tìm kiếm họ trên Internet mới chỉ có khoảng quanh quẩn vài tháng đến một năm gần đây thì thực sự lấy nguồn tin đấy chưa đáng tin cậy. Như vậy hãy tìm hiểu họ. Ví dụ như là cái kênh YouTube của tôi chia sẻ rất là nhiều thứ. Anh chị có thể vào tìm ở dưới video này, những cái video phía dưới có thể học ở trong cái video này. Cái kênh này rất là nhiều kiến thức về tài chính. Đấy là một cái ví dụ. Thế vậy sau khi tìm được rồi thì hãy đến học họ và xem họ có đội nhóm không, xin join vào đội nhóm của họ và làm cùng với họ, làm cùng với đội nhóm của họ. Và chúng ta biết được gì, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, phải có đội nhóm thì mới đi xa được. Đấy là một cái điều tiên quyết ở trong, không chỉ trong kinh doanh, trong đầu tư mà trong bất kỳ lĩnh vực nào. Chúng ta làm gì chúng ta cũng cần phải có một đội nhóm làm cùng như thế để duy trì năng lượng, để duy trì hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau để chúng ta đi xa hơn. Đó, câu hỏi tiếp theo. Làm thế nào để biết được cái dòng tiền lớn đang dịch chuyển vào đâu trên thị trường tài chính? Một câu hỏi rất là thú vị. Câu hỏi này thì nếu như anh chị mà làm việc trực tiếp với tôi thì có máy tính, có laptop và có công cụ, tôi sẽ tặng anh chị một vài cái tool có thể đo lường được trên tổng thể thị trường tài chính, thì nó có một sự dịch chuyển từ kênh này, từ sản phẩm này nó rút tiền ra thì nó là thường có một phần lớn là lại sang một cái sản phẩm khác. Thế vậy làm thế nào để đo được là dòng tiền ra ở thằng này vào thằng nào thì hoàn toàn có công thức. Anh chị em hãy tìm tôi ở trong cái buổi offline về chia sẻ về chương trình có tên là Trading Mastery, thì ở trong chương trình đó thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị em các cái phương pháp, các cái cách thức làm thế nào đo lường được nó. Và trong video ngắn này thì tôi xin phép được chia sẻ, trả lời những cái câu hỏi mang tính rất trọng điểm như vậy. Còn nếu anh chị em nào có câu hỏi nhiều hơn nữa, câu hỏi khác thì có thể comment xuống phía dưới video này. Các câu hỏi của anh chị hãy comment xuống phía dưới video này. Tôi sẽ trả lời lần lượt anh chị ở các video tiếp theo. Tôi sẽ làm video trả lời như này để cho anh chị em hiểu tường tận hơn. Nếu như anh chị có câu hỏi nào, có băn khoăn nào, có thắc mắc nào, có cần sự hỗ trợ nào, làm ơn hãy comment xuống phía dưới video này. Phạm Thành Viên sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị. Đây là một kênh YouTube mà tôi chia sẻ public, chia sẻ công khai những cái thứ tôi trải nghiệm, những thứ tôi hiểu biết. Có thể giúp đỡ được cho ai đó ở ngoài kia, cũng có thể giúp đỡ được cho anh chị. Tất cả những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của anh chị có thể comment ở phía dưới. Ok, Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở các video chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.